Hello, xin chào em nhá, mình là Huy Tôn. Thì clip ngày hôm nay thì mình sẽ gọi là PK xương xương để lâu lâu làm cho anh em xem tí. Thì mình cũng không tìm được mấy ông chuyển sinh 4, chuyển sinh 2 nữa rồi. Bây giờ mình chơi với mấy ông Jin Jin giống như mình thôi nhá. Tuy sức mạnh lại hơi chênh lệch nhưng mà đánh vẫn vui. Thì hôm nay thì mình sẽ solo với Lê Ngọc Cha với thêm một bạn nữa mà cũng gọi là hay ủng hộ mua hàng nhưng mà cũng không biết. Thì mình chỉ mặc một set 9x, một con nghịch 4 lỗ với thêm hai cái pháp bảo cùi đấy các bạn. Còn bạn này thì mang nguyên một set tinh lực tăng 12 khá ngon. Tinh quân trạm vẫn nghịch 2 lỗ có cả tinh thái. Còn thế ông này thì ông ấy mang đồ zin một cái là cũng rất là mạnh. Đấy thì nó cũng không phải đơn giản đâu các bạn. Ui, đánh thấm phết đấy, rất trâu, mình đánh mãi không chết. Skill mình đánh đang là đoạn không trả cho các bạn. Đồ mang đồ zin này đấy, zin nhưng mà cũng kinh đấy. Đội phụng chạy đi 120 này cũng khá mạnh. 120 đánh solo ngang với cái ạc mà vừa nãy các bạn, tôi cho các bạn xem đồ ấy. Tên dài quá không để ý. À, cái gì Map Go à? Map Go đấy các bạn. Thì thường thì level cao thì né tránh cao thứ, mình lúc nào mình cũng phải giả vờ tí. Ra giao dịch của dùng tinh lộ phát ra đánh tiếp. Ok, nói chung là mình nói chung là đợt này cũng định làm clip nhiều nhiều ấy. Mà hôm trước mới bị lỗi xong, các tôi phải tắt bớt vài cái búp phải đi, bể nhiều quá đánh thành ra là vô địch thiên hạ mất rồi. Đấy, ít ra dùng tình lộ để bán kiếm ít đạn, nói chung là cũng nghèo khổ lắm các bạn à. Giao dịch ai đậu phụng lâu hết nhỉ. Ok, 6k ngon luôn. Mua 800 vạn bán 1.500, lời gần gấp đôi. Nói chung là hên hên, lâu lâu gặp gà ấy, người ta cần thì mình mới bán thôi các bạn. Chứ còn ủa, mắc vô ăn được thằng Lê Ngọc Trà. Đúng rồi, cấp thì ngang nhau, đồ chênh quá nhiều. Gạ bán con nghịch băng sát phát kìa. À? Đậu phụ. Hốt đe hốt đe. Hiện tại mình bán mấy con nghịch lận, con nghịch mình đang đeo là 4 lỗ mắc. Ngọc tinh bỏ qua phòng ngự mắc nhá. Về thêm có con nghịch 2 lỗ viên băng sát nữa. Có gì các bạn qua shop của tôi gần Hồ Hỷ Mị xem. Đấy, phải nhường nhường chưa? Mình phải nhường nhường với tham một tí đấy. Cái đoạn không trả mày tôi khảm một cái FF rồi nên đánh khá là ngon. Đã không chạm gấp 2, mua thì khoảng 1.500 vạn thì phải. Đấy, các bạn thấy. Có cả 5S kháng hỏa, có cái không. Này lại không có đạo sĩ ở đây, bỏ cái kháng hỏa cái gì thế. Phải đạn. Bạn bỏ có khoáng hạ đối phương, mình nghĩ có đánh có hỏa sát thôi. Nói chung là máy khá là lắc thì đánh nhau đây cũng ngon. Ui, ông ngoài định cầm viêm đế kiếm ra phả mình chắc. Ở đây thì mình ta đánh ôn A các bạn, dễ đánh. Tí nữa thì sẽ đánh đây, hiện tại là đánh vừa đang đánh đoạn không chạm, thì mình sẽ cho bạn xem skill thiên hàn chạm đánh vô địch thiên hạ luôn. Trước khi đánh có đánh bích nguyệt chạm vào clip trước các bạn xem rồi, đánh cái skin kiểu phụ phụ cùi cùi tí nhưng mà nó cũng rất là mạnh ấy, tuy nó rất là rẻ tiền nhưng mà mạnh. Ôi, ăn đi vào luôn để đánh kiểu hoành không trả mà vẫn rất là như nhớ gì ấy. Các cả như đàm to phết nha. Trông kìa, gặp con nghịch của mình có 4 viên bỏ qua phòng ngự, tổng của 4 viên mắc là 4 viên mắc 30 điểm, tính là 120 phòng ngự các bạn, nhiều vậy à. Nói chung là tắt hết búp bi rồi chơi à, mất công rồi, mấy ông. Thật ra thì như nào nhỉ, đồ ấy
đồ của ông kia mạnh quá. Nhìn này, đồ này tôi bật bút thì nó cũng bình thường, nhưng mà thôi kệ, tắt hết đi để thử sức cái ác mình có mạnh không, có cân nổi cái đồ ấy không nhỉ. Mà xét đấy hình như cũng đang giao bán đấy các bạn ạ. Ủa dụ dụ, nói chung là Phương Khuynh Thành mà đánh kiểu kiểu ngang ngang cơ ấy, mà rậm rậm này rất dễ chết nhá, thật sự. Và xét đồ đấy đang bán ai mua thì inbox nha. Xét thang 12 tinh lực. Tôi hiện tại tôi thấy kiểu thang 12 tinh lực mà tinh thái mắc là toàn bán 80k một món, kinh vãi à. Không đỡ được. Ui, thôi xong xong rồi. Ủa, mẹ. Mất một mạng, may hội chủ đỡ phải phe thành mất công. Ông này máu vãi chưởng à. Đấy đấy đấy, ui quả vị kìa. Ngon chưa? Quả vị duyệt tiệt nhất kích các bạn, hỏa quả vị ấy, nó có màu đỏ ấy, đẹp phết. Đấy, mình phải chạy cái này để cho người ta hồi máu mà người ta cứ đuổi mình, khó hiểu thật. Bây giờ tự nhiên mình được thì chắc là bên đấy là không thấy máu của mình. Giống như các bạn nuôi thú mà phải bật chức năng linh nhã ấy, thì mới có khả năng nhìn máu các bạn. Đấy, nhìn rất đẹp, đồ rất đẹp luôn, 16k rất mạnh. Đấy, mà tuổi gì mà ăn tôi vừa vặn. Đấy, pháp bảo hai pháp bảo tháng 9. Nói chung là khá ngon. Đấy, tôi bật Linh Long để bật các kim hỗ trợ, Lăng Ba Vi Bộ, thuần dưỡng hộ thể. Đấy, hộ chủ với thêm Linh Nhã để nhìn máu thôi. Ui, dậm dậm, nhử, nhử, nhử này thì nhử. Nói chung là mình phải cứ giật giật về. Ok, thì mình sẽ gọi là đổi qua đánh thiên hàn trảm cho các bạn xem. Thì mình sẽ lấy một cái FF có thiên hàn trảm và thêm một cây tinh quân trảm. Đang xuất luôn cho nó nhẹ máy. Tại vì máy mình cái laptop nào yếu á, quay clip thì phải tắt hết đấy đi. Chứ trước tôi còn quay cả clip có cả camera, vô địch thật. Ok, mới đổi vũ khí dài đã bảo mình giàu, toàn đồ tôi treo bán các bạn. Như ở cây chạm này tôi đang bán 76k này. Kia FF thì tôi bán 95k, ai mua thì liên hệ nhá. Ok, phát này là đánh thiên hàn trạng người ta chừa luôn nhỉ. Nói chung trước tôi có đánh thử lần rồi, một hit chết luôn, vãi đạn. Là thử không biết có được không, nhưng mà vào phát chơi thôi. Úi dồi ôi, chơi gì dậm. Dĩa đam cộng, mất tí máu, vãi đạn. Này thì đấy, các bạn thấy. Một hit đi luôn, không nói nhiều. Bốn linh khí các bạn. Đấy. Kinh vãi hàng à. Chố mắt để map go chố mắt. Thằng này có đi lên YouTube thì có thể gọi là comment nhá. Đây cái chạm vào cái FF của mình đây. Thì mình có bán cả ngọc băng sát luôn, ông nào mà mua cây chạm thì tôi bán full bộ ngọc để khảm. Khá là ngon. Trước nói chung là mình cũng không dám khảm tại vì một viên thì nó rơi vào khoảng 7k. 28k là 4 viên. Chưa kể mấy cái viên lục bảo thạch với lục bích tỷ các thứ cũng thành cho 40k. 40k mà xong một cây chạm này 70, tôi bán 75k thì cũng là một B một 15 rồi. Mà treo một B thì vẫn lỗ mất 15k, tốt nhất là tôi không khảm luôn để đấy. Đấy. Nói chung là kể cả cây chạm của mình rậm Khuynh Thành vẫn mạnh. Để tôi dự nhủ thanh niên này à. Này. Này thì đấy chém cực kỳ là trông đẹp phết nhỉ. Đấy nhỉ, móng rồng đấy dính băng sát. Ui, sao lại ôn D nhưng mà nó lại không đánh trúng người ta nhỉ? Vô lý. Ôn S mới được. Chứ tôi đánh kiểu phím auto ấy, chứ không phải là đánh tính chuột nhiều. Có đánh chuột nhưng mà không ấy, không dùng auto hay là đánh toàn ấn ôn S, ôn A, ôn D các thứ. Cũng ghê phết đấy. Nói chung là được xét đồ 9x thôi, nhưng mà 9x thì lại yếu hơn 10x đúng không? Bỏ qua này tránh các thứ rất là nhiều. Ngọc bỏ qua này tránh 15%.
Thì chỉ 19 phút thôi. Bắt đạn. Đấy. Có thêm quả chân của mình cũng bỏ qua. Ui ui ui. Lấy thiên hàm đánh luôn các bạn. Vãi đạn. Ui. OD mà sao không dính nhỉ? OD này nó lại đánh về phía trước mặt này. Này. Ui ui. Này cái đánh nhử hay phết đấy các bạn. Ui. Hit and run kiểu chơi liên minh các bạn ạ. Được phết. Mình vừa chạy xong rồi mình vừa chém một cái xong vừa chạy chém một cái nhử được thanh niên này lật kèo hay ngon luôn đấy khá hay. Ông đấy thì cũng có thiên hàn trảm cấp 1 ở cái áo. Lặp lại giờ đánh ấn ôn S thôi nhanh xong rồi đổi Z về kia đấy dậm 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 nhảy vào ui nhảy vào ui, ui, ui. Sao hai bên cũng không mất máu mà cái thiên hàn trả đánh nó cũng không được gọi là dài giống như bích các bạn bích đánh dài à. Ui, vào đây mà tắm à vào đây mà tắm máu à. Tuổi gì nói chung là đánh cái này nó cũng phải như như nhau các thứ à. Nhạn thiên phi vào à, sao không chết các bạn vô lý đấy. Đấy ông nào mua đồ gì thì inbox vào Facebook của mình nhá báo giá liền nhanh lắm hoặc là comment comment ở dưới thì các bạn để comment Gmail hoặc là số Zalo rồi tôi mới gửi. Ui, cái thiên hàm trạng này nó có băng sát các bạn à tôi không có cái đồ nào băng sát cả nhưng mà đánh vẫn có băng các bạn rất là ngon rất hay luôn đấy mày 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 tụi ẩn ôn ép đánh nó nhanh đánh tay nó không trúng vào người các bạn đấy lùa như là bóng rồng ấy y hệt bóng rồng luôn các bạn trong ngoài đấy rất là căng thẳng đẹp nói chung là kiểu hơn kèo với đánh kiểu ôn ép của đấy chứ còn mình nếu mà không thua kèo là mình phải xem ấn ôn đê đấy các bạn ạ à. Chứ còn ôn ép đuổi theo đánh thế rất lỗ đấy. Ui 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 sao không đánh thiên hàn chảm nữa nhỉ vô lý đứng lại mà đuổi họ đánh vẫn ngon này ui ui dồi chết tươi là ngoài đời này đồng trời đã đánh thế đó các bạn ok thì cũng nhận thua rồi kìa ok thì anh em xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé đến với mọi người. Mình gặp